Thưa quý vị, diện tích nuôi cá tra vùng đồng bằng sông Kiều Long hiện nay có khoảng 6.000 ha với sản lượng trên 1,5 triệu tấn và là một trong những đối tượng thủy sản nuôi chủ lực phục vụ xuất khẩu. Và chỉ tính riêng năm 2022, xuất khẩu của ngành hàng cá tra của Việt Nam đã đạt hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ và có mặt tại 140 thị trường trên thế giới. Vâng, cá tra thì được nuôi chủ yếu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và nuôi thâm canh trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp. Quy trình nuôi và quản lý được kiểm soát chặt chẽ theo các quy định cũng như là tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên theo bà Phạm Thị Thu Hồng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội cá tra Việt Nam, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tận thu được những phụ phẩm từ cá tra để chế biến sâu, làm tăng ô nhiễm nguồn nước và tăng chi phí sản xuất. Ngoài ra, vùng nuôi cá tra chưa tập trung quy mô nhỏ lẻ, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi không đồng bộ để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử VOV sáng nay. Theo đó, bà Phạm Thị Thu Hồng đề xuất ngành hàng cá tra cần phải có một chiến lược hoạch định bền vững, trong đó quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là đưa ra những nghiên cứu, những giải pháp phù hợp, tính thực tiễn cao để giảm thiểu phát thải ra môi trường nhiều nhất. Trong đó, cần phải đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến phụ phẩm, nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm ngành hàng và áp dụng công nghệ sản xuất sạch, góp phần bảo vệ môi trường. Theo tiến sĩ Huỳnh Văn Hiền, trường Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ, giảm phát thải carbon là mục tiêu toàn cầu về chống biến đổi khí hậu. Vì vậy, để hướng tới sản xuất cá tra theo kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải thì cần phải tập trung vào chất lượng con giống, khâu nuôi, khâu chế biến để giảm chi phí trong mô hình tuần hoàn. Ngoài ra cần sản xuất có trách nhiệm để hướng tới nền kinh tế xanh toàn cầu và sản phẩm làm ra thân thiện với môi trường từ khâu sản xuất tới tiêu thụ bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, Phó Tri Cục Trưởng Tri Cục Thủy sản Cần Thơ cũng cho biết, hiện một số doanh nghiệp chế biến đã tận dụng các phụ phẩm từ cá làm thức ăn chăn nuôi để gia tăng giá trị cho toàn bộ chuỗi nuôi và chế biến cá cha. Vì vậy, phát triển kinh tế tuần hoàn sẽ gia tăng hiệu quả kinh tế, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, có tính bền vững lâu dài, giải quyết được sự khan hiếm tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, từ năm 2022 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắc đã phát hiện 6 vụ sản xuất buôn bán cà phê bột giả và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắc cũng đã khởi tố và điều tra 6 vụ án về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm. Trong đó thì viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố tới 2 vụ với 3 bị can và tòa án nhân dân thì đã đưa ra xét xử. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được phát hiện thu giữ lên đến hơn 3,5 tỷ đồng. Vâng, đằng sau những tách cà phê hấp dẫn thì lại chứa hàng loạt những mối nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Và theo các cơ quan chức năng thì thành phần chính được các đối tượng sử dụng để làm cà phê giả đó là đậu nành, bơ công nghiệp, hóa chất tạo màu caramel, muối hay là nước mắm, hóa chất tạo mùi cà phê và một số lượng nhỏ hạt cà phê. Qua giám định thì hàm lượng caffeine có trong các sản phẩm cà phê này chỉ đạt từ 0,08% đến 0,23%, thấp hơn 70% so với công bố và tiêu chuẩn. Theo đó, thì Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và thu giữ hơn 1.400 kg được đóng gói mang các nhãn hiệu Lozio Coffee và Việt Hoàng Coffee tại hộ kinh doanh Doãn Thị Minh Huệ, sinh năm 1978, ngụ xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Các sản phẩm này trên bao bì đều công bố có hàm lượng caffeine đạt tối thiểu 1%. Thành phần sản phẩm gồm các loại cà phê như Arabica, Robusta, Mocha, Catimo. Thậm chí, dù là thủ phủ cà phê Việt Nam, nhưng gian thương đã sản xuất cà phê bột giả ở tỉnh khác vẫn đưa đến tỉnh Đắk Lắk để thụ. Theo đó, ngày 20 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe tải vận chuyển và bán tổng cộng hơn 1.200 gói cà phê giả mang nhãn hiệu Nhật Nguyên, Tân Nhật Nguyên. Các đối tượng khai nhận toàn bộ số cà phê giả trên được sản xuất tại chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Kỳ, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. sau đó vận chuyển đi bán tại các tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định. Vâng qua khám xét trụ sở công ty này thì cơ quan công an còn thu giữ hơn 12.000 gói cà phê bột mang nhiều nhãn hiệu khác và trên bao bì thì ghi thành phần là các loại cà phê Arabica, Robusta hay là Mocha, hàm lượng caffeine từ 1% cho tới 2%. Thế nhưng kết quả giám định nhiều sản phẩm có hàm lượng caffeine bằng 0, các đối tượng khai nhận là đã thực hiện theo công thức tỷ lệ sử dụng 70% là đậu nành, 10% đậu bắp và 20% là cà phê bơ công nghiệp hương liệu, chất tạo màu, có loại thì không có chút thành phần cà phê nào. Sẽ được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian qua, ngành nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp chuyển đổi số để kết nối cung cầu, quảng bá thương hiệu trên sàn thương mại điện tử việc hỗ trợ các hợp tác xã hay là các doanh nghiệp và nông nghiệp áp dụng chuyển đổi số sẽ góp phần lớn vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hồ Chí Minh. Báo điện tử Dân Việt hôm nay có bài viết với nhan đề Hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh ăn nên làm ra nhờ bán hàng trên đám mây hợp tác xã cần giờ tương lai ở huyện cần giờ là một trong những hợp tác xã tiêu biểu có bước chuyển mình thành công trong thời đại công nghệ số lãnh đạo hợp tác xã cho biết hợp tác xã đã chủ động xây dựng website riêng cũng như các trang fanpage bán hàng ngay từ bước đầu thành lập để góp phần quảng bá sản phẩm tới gần hơn với người tiêu dùng và xây dựng niềm tin với khách hàng Song song với lượng khách hàng đến tham quan, tìm hiểu tại các đại lý siêu thị, các hội trợ triển lãm do Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tổ chức thì nguồn khách hàng online cũng đem lại một doanh thu đáng kể. Thương mại điện tử cũng đem lại thành công cho trang trại Discord House. Chủ trang trại này cho biết, nhờ chú trọng chiến lược quảng bá thương hiệu trên không gian điện toán đám mây thông qua website và các trang mạng xã hội, Hiện nay, Discus House có doanh thu xuất khẩu cá cảnh hơn 1 triệu đô la Mỹ một năm, đồng thời trang trại còn liên kết tiêu thụ với hơn 50 hộ nuôi cá ở các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang và Bình Dương. Vâng, có thể thấy là thương mại điện tử tại Việt Nam thì đang trên đà phát triển và doanh thu từ kinh doanh trực tuyến tăng mạnh. Dù vậy thì bán hàng online không còn là mảnh đất dễ kiếm lời đối với các nhà bán hàng nhỏ lẻ nữa. Vâng và cũng theo một báo cáo tổng quan tại sàn thương mại điện tử Việt Nam vào quý 3 năm 2023 là do nền tảng số liệu thị trường Metric thực hiện cho thấy là quý này tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất là Shopee, Lazada, Tiki, Sendor và TikTok Shop đã đạt 63.000 tỷ đồng và như vậy là tăng 54,42% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên thì quý 3 sẽ tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm mạnh về số lượng nhà bán dừng hoạt động tăng đến 12% so với cùng kỳ vào năm 2022. 2022 và tương đương hơn 49.500 gian hàng đã bị các sàn thương mại điện tử xóa sổ. Thông tin về vấn đề này, báo điện tử Người lao động đã có bài viết bán hàng online không còn dễ ăn. Thống kê của Metric đã chỉ ra tổng doanh thu và sản lượng toàn thị trường thương mại điện tử quý 3 đều tăng trưởng trung bình trên 40% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, số lượng shop có lượng bán hàng giảm mạnh 12%. Điều này cho thấy các nhà bán nhỏ lẻ và không chuyên nghiệp sẽ dần bị bật ra khỏi thị trường. Lợi nhuận sẽ đổ về những nhà bán thật sự chuyên nghiệp và có đầu tư cho việc bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Nguyên do tới từ các yếu tố khách quan như từ thị trường nền kinh tế còn có nhiều biến động, người tiêu dùng thắt lưng một bựng nhiều điều chỉnh chính sách từ sàn mua sắm trực tuyến đặc biệt yếu tố chủ quan từ chính nhà bán hàng không có chiến lược kinh doanh hiệu quả không tìm hiểu kỹ thị trường trước khi nhập hàng sản xuất chi phí chưa được kiểm soát chặt chẽ chuyên gia thương mại điện tử thạc sĩ đỗ quang huy cho biết thương mại điện tử là xu hướng mà các doanh nghiệp phải tham gia khi kênh bán hàng trực tiếp sụt giảm mạnh làn sóng trả mặt bằng vẫn tiếp diễn thế nhưng bán hàng online qua sàn ngày nay không dành cho người nghiệp dư mà phải rất chuyên nghiệp và đầu tư bài bản muốn bán được hàng nhà bán phải tham gia các khóa đào tạo biết chụp hình chỉnh sửa ảnh bỏ tiền chạy các gói quảng cáo marketing phù hợp một thông tin liên quan đến y tế, thưa quý vị, ngày 25 tháng 10 vừa qua, thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết, một bệnh nhân nam 29 tuổi đã tử vong có liên quan đến đậu mùa khỉ trong bệnh cảnh suy giảm miễn dịch giai đoạn cuối và đã được ghi nhận tại bệnh viện bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và thông tin đã được đăng tải trên báo Thanh niên vào sáng nay. Theo đó, bệnh nhân nam có địa chỉ tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, nhập viện vào ngày 2 tháng 10 năm 2023 trong tình trạng sốt, nổi mụn trước 9 ngày, được nhận viện cách ly điều trị. Xét nghiệm sang thương mụn, nước có kết quả là PCR dương tính với Mpox. Bệnh nhân có tình trạng suy giảm miễn dịch nặng với xét nghiệm HIV dương tính và tế bào TCG4-1 trên UL miễn dịch nặng với xét nghiệm HIV dương tính. Bệnh nhân bị nhiễm trùng toàn thân nặng với nhiễm nhấm Candida, xâm lấn và nhiễm các loại uh, lao tàn lao lan tỏa, sau đó thì diễn tiến vào tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng. Suy đa tạng nặng và bệnh nhân được điều trị tích cực với kháng sinh, kháng nấm, kháng lao, thở máy và lọc máu. Tuy nhiên tình trạng diễn tiến nặng và tử vong sau 18 ngày được điều trị tích cực sau một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, vào năm 2009 thì trận lũ lịch sử đã nhấn chìm nhà cửa, cuốn trôi tài sản của người dân làng Đắc Đoát thuộc xã Đắc Pét, huyện Đắc Cơ Lây, tỉnh Con Tum. Theo đó, thì Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng làng định cư tại thôn Măng Rao của xã Măng Pét cho những hộ dân bị sạt lở. Dự án được thực hiện vào năm 2010 do Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư, kinh phí 16 tỷ đồng, cách làng cũ khoảng 7 km, 64 căn nhà được làm bê tông, diện tích thấp nhất 24 m2 một căn. Điều đáng nói ở đây là 64 căn nhà tái định cư này sau 13 năm hoàn thiện lại chỉ còn một hộ dân đến sinh sống. Mặc dù trước đó đã có một số hộ dân chuyển về ở tại khu tái định cư, đồng thời làm thêm các công trình phụ trợ gồm nhà bếp, nhà vệ sinh, giếng nước, nhưng ở được một thời gian ngắn thì họ lại quay về làng cũ. Ghi nhận của phóng viên tại khu tái định cư Đắc Đoát, 10 năm không có người ở, toàn bộ khu nhà bị hư hỏng, hoàn toàn, mái tôn bị cửa tháo bỏ. Cỏ cây dại bao phủ trước nhà, tường nhà cũng bị rêu và mốc lang lổ. Nhiều bể nước đến nay không có người sử dụng, đường bê tông trong khu tái định cư thành nơi phơi nông sản của người dân cạnh đó. Gia đình chị Y Nhung, 31 tuổi, hộ dân duy nhất sống tại khu tái định cư, chia sẻ. Do đất đai ở làng cũ chật hẹp, dốc, nguy cơ sạt lở cao, vào cuối năm ngoái, chị cùng chồng mới về lại khu tái định cư. Họ bỏ ra hàng chục triệu đồng để sửa sang căn nhà. Tuy dụng vườn ở làng cũ xa, nhưng ở khu tái định cư lại thuận tiện cho con cái đi học, đất đai bằng phẳng. Ông Phạm Khắc Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Pét cho biết, thời gian qua, chính quyền điện địa phương đã liên tục vận động người dân đến nơi ở mới nhưng không hiệu quả xã đã kiến nghị huyện xem xét và bố trí một số diện tích ở khu tái định cư cho các hộ dân cạnh sông poco nguy cơ sạt lở nhằm tránh lãng phí